Dạ. Chỉ họ bán luôn tại chỗ thôi. Không mất nhá. Này có vẻ hơi sắc đẹp. Đây, hôm nay không có dứa. Dứa à? Hôm nay tưởng là bạn đầu tiên là phải đi mua cá, quên mất là mảnh cá. Đây là dãy bên bãi cho con ít gừng. Đấy, ít thì dùng hết rồi mới mua. Bao nhiêu tiền mà? Kỳ lá chen. Tham xiên á. Tham xiên á. Tôi hỏi có phải là 3.000 không? Đây, người dân đi đánh tôm, đánh tép rất là nhiều. Đây là khu vực bán cá, các loại tôm, tép, cá. Tôi đang cần rô phi của mình. Có rô phi không nhỉ? Có, ăn rô phi chân mình ngon. Đâu ạ? À? Đây, cháu một con. Con to to, đấy, đấy con đấy. Ui ơi. Trời ơi. Chán quá. Đây, 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 cháu ăn cho. Lấy búa, búa, gõ, gõ. Gõ chết luôn. Ôi, con cá to đấy. Ôi, bà đánh vẩy làm sạch cho cháu vậy. 65.000. Bao nhiêu tiền nhỉ bác nhỉ? 65.000. Đây cháu gửi bác. Chợ bên đấy thì dãy mua bán quần áo và gà quế, chó con các kiểu.
thẳng lên là hàng bánh, các loại bánh ở đây trên này rất nhiều bánh, rất nhiều loại bánh ngon. Hôm nào thì tôi sẽ review đủ các loại bánh trên này cho các bạn. Bây giờ thì phải quay lại. Mua rau. Rau là thiếu cá. Cần có một chút tía tô. Cho cháu ít tía tô. Đấy, 2.000 đó.